Sáng 25 tháng 12 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Miếu Môn, Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc tập huấn diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chủ trì khai mạc. Phát biểu khai mạc tập huấn, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các đồng chí tham gia tập huấn quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của lễ diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây vừa là vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị đối với quân đội, công an và đất nước. Do đó cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong học tập và chấp hành kỷ luật, tập trung cao độ nắm chắc nội dung giáo viên truyền đạt, nhất là các nội dung về tổ chức đội hình khối, phương pháp huấn luyện diễu binh và phương pháp duy trì khối luyện tập, tích cực luyện tập thuần thục các động tác đội ngũ từng người không có súng và có súng, để khi về đơn vị tổ chức huấn luyện theo nhiệm vụ khối diễu binh của mình đảm nhiệm đạt hiệu quả cao nhất. Bản thân tôi rất khi được tham dự lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, đồng thời cũng là cái trách nhiệm. Cho nên trong đợt tập huấn lần này, chúng tôi sẽ cố gắng phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong quá trình học tập và chấp hành nghiêm kỷ luật, đồng thời là tập trung cao độ để lắng nghe và tiếp thu những cái động tác của các đồng chí giáo viên truyền đạt để khi về đơn vị thì chúng tôi tiếp tục huấn luyện cho đơn vị bảo đảm kết quả cao nhất. Chúng tôi là những cán bộ chiến sĩ được tham gia khối quản lý huấn luyện các cái đội hình diễu binh diễu hành để phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm, thì chúng tôi những người cán bộ chiến sĩ công an cũng cảm thấy rằng đây là một cái dịp mà rất là vinh dự và tự hào đối với bản thân cũng như là đối với lực lượng chúng tôi. Và được tham gia cái lớp tập huấn này thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái trách nhiệm rất là to lớn và cũng rất là vinh dự, và chúng tôi quyết tâm là sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia lớp tập huấn có hơn 400 đồng chí cán bộ thuộc lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ. Nội dung tập huấn tập trung vào bồi dưỡng, thống nhất một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và có súng đối với một số loại súng mới do Việt Nam sản xuất được sử dụng trong diễu binh, nội dung tổ chức đội hình khối diễu binh, phương pháp huấn luyện lực lượng diễu binh. Thông qua lớp tập huấn nhằm chuẩn bị cho các lực lượng diễu binh bước vào huấn luyện đạt chất lượng và kết quả cao nhất. Ngay sau khai mạc, các lực lượng đã bước vào tập huấn các nội dung theo kế hoạch. Tập huấn diễn ra đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2023.